Chào tất cả anh em đến kênh Nhôm Kính Nhôm Nay nhé. Hôm nay mình sẽ giải thích thế nào là nhôm hệ 5 năm. Thì có rất nhiều anh em hỏi trên kênh là nhôm hệ 5 năm nó khác nhưng hôm nhôm hệ khác như thế nào, mà phân biệt là cách phân biệt với là ưu nhược điểm của hệ 5 năm như thế nào, thì hệ 5 năm nó có những loại như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ làm câu trả lời cho mọi người xem nhé. Ok anh em. Năm năm là gì? Năm năm là một hệ thương hiệu hàng đầu trên thế giới nhé. Đấy, không chỉ về quy mô và còn cả về chất lượng, là loại cửa mà hiện nay trên thị trường rất được ưa chuộng và có rất nhiều lựa chọn sử dụng. Ưu nhược điểm của hệ năm năm này, cửa nhôm hệ năm năm thực ra là một trong những hệ nhôm được nằm trong những thanh profile nhé, nhôm hệ sinh pha đó, và được nhập khẩu chính hãng với 100% tem đỏ Quảng Đông, tức là nơi sản xuất ra các dòng nhôm sinh pha rất nổi tiếng được sử dụng hiện nay. Hệ 5 năm rất thông dụng, có độ dày 1,4 đến 1 đến 2 ly nhé mọi người nhé. Cùng với đó là các thiết kế bên trong khoang trống với nhiều đường gân so ne nhau, có tác dụng chịu lực nhé. Chịu lực giúp cho khối lượng trở lên cứng cáp, vững chắc, không bị xê dịch cong vênh theo thời gian nhé. Cửa nhôm hệ sinh pha ngày càng được nhiều người quan tâm và lựa chọn bởi không những thiết kế đẹp sang chảnh phù hợp với mọi thiết kế kiến trúc, mà còn có rất nhiều các đặc tính nổi bật. Cụ thể là nhôm kính sinh pha rất nổi bật khi có thiết kế mặt chính diện bao gồm hai đường gân rãnh được chạy dọc theo thân profile nhé. Đây anh em nhìn cái gân đấy, đẹp và dày dặn. Nó có độ dày 1,4 đối với cửa sổ và 1,2 ly đối với cửa đi nhé. Các cửa sổ thì chúng ta có 1,4 ly thôi, nhưng mà cửa đi và quay chúng ta có 2 ly nhé. Nhôm sinh pha hệ 5 năm còn được đồng bộ hóa các phụ kiện của cao cấp cùng với kim long nhé. Là một của Hồng Kông, Kinong là cái bản đề chính hãng của Hồng Kông ấy. Vì vậy mà nó được coi là một giải pháp đóng mở cửa rất hiện đại, thông minh và chắc chắn, là loại cửa rất dễ dàng trong lắp đặt, bảo dưỡng. Mặt khác, bề mặt của nhôm sinh pha 5 năm được sơn tĩnh điện hiện đại, giúp lớp sơn luôn sáng bóng, dễ lau chùi, vệ sinh. Việc vệ sinh nhé, khi bụi bẩn. Mặt khác, chống được tia UV của mặt trời. Đó là hàng chính hãng nhé, đối với hàng chính hãng nhé. Còn hàng nhái hàng giả thì mình không nói gì cả. Cửa không bị cong vênh, oxy hóa là có, và theo thời gian nhé, không bị cong vênh, oxy hóa theo thời gian. Đúng, còn hàng chính hãng nhé. Là mẫu cửa rất đa dạng mẫu mã cũng như màu sắc. Đây là ưu điểm giúp cho quý khách hàng đa dạng trong cách lựa chọn nhé. Cái nhôm sinh pha Quảng Đông này thì nó có cái nhược điểm là dễ bị làm giả. Đó, dễ bị làm giả. Dễ bị làm giả, khách hàng có thể phân biệt được đâu là hàng chính hãng gốc. Cửa nhôm sinh pha thì nó có 5 màu. 5 gam màu cho khách lựa chọn nhé. Đó là đen, trắng, vân gỗ và nâu, và xanh ghi. Thì những cái màu đấy là rất nhiều, nói chung là màu nó đẹp. Đó, nói chung là hệ 5 năm thì nó rất đa dạng. Không những sinh pha nhập khẩu nhá, thì hệ 5 năm nó còn có cửa có vắt cạnh nhá. PMA, răng ni, nai ư. Đó, bom răng thì cũng là hệ 5 năm nhé. Nói chung là từ xuất phát từ nguồn Trung Quốc thôi, nhưng mà cái chính hãng của nó là hệ sinh pha Quảng Đông. Còn những hệ tiếp theo về sau này là nó phải nhái lại. Đó, nó có vắt cảnh với này sập rời riêng mà. Nói chung là hệ 5 năm thì nó gọi là bao gồm tổng thể những cái thanh profile nhé, có gân với này khe giống bên trong để tạo thành những cái khe hở đối xứng nhau, rãnh đối xứng nhau để tạo độ cứng độ bền độ chắc, nhưng không
nó nói chung chung là nó là hệ bất cạnh 5 năm. Nói chung là hệ bất cạnh 5 năm rồi nhá. Còn sinh pha mấy này hệ bất cạnh 5 năm bất cạnh mấy này sinh pha nhập khẩu đông. Nói chung là nó gọi là chung là hệ bất cạnh 5 năm. Nó anh em nên hiểu như vậy.